Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Hai, ngày 21 tháng 12 của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. EVN Lâm Đồng tham gia hiến trên 100 đơn vị máu cho cộng đồng. Làm rõ các hành vi vi phạm của hai quán bar tại thành phố Đà Lạt khi phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy. Tái cơ cấu nông nghiệp tạo cơ hội cho nông dân Quảng Trị làm giàu ngay chính trên diện tích đất của mình. Huyện Đam Rông đổi thay nhờ chương trình 30A. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 21 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đã khai mạc kỳ họp thứ 18 khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, quyết định chỉ tiêu kế hoạch giải pháp năm 2021. Ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, ông Nguyễn Trọng Anh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tăng trưởng kinh tế của thành phố chỉ đạt gần 4,3%, trong lúc mục tiêu đề ra là 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng một người một năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt 101%. Khách du lịch đạt 3,6 triệu lượt, bằng 57% kế hoạch và giảm 41% so với năm 2019. Đến nay, cơ bản Đà Lạt không còn hộ nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 4.800 lao động. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Một số lĩnh vực kinh tế của thành phố đều ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 4.100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 4.600 tỷ. Giá trị dịch vụ thương mại đạt hơn 16.600 tỷ. Đà Lạt cũng quan tâm công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với quy hoạch chung, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh, công tác quản lý trật tự xây dựng được siết chặt. Các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao được thực hiện theo kế hoạch. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu nghe Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt báo cáo các tờ trình về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2021, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nghe báo cáo thẩm tra của các ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc trước kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt khóa 11. Ngoài ra, trong hai ngày làm việc 21 và 22 tháng 12, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt sẽ tập trung thảo luận các nội dung quan trọng khác, chia tổ thảo luận, tham gia chất vấn và nghe trả lời chất vấn. Nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt giải trình và tiếp thu ý kiến của đại biểu tại kỳ họp và thông qua nghị quyết kỳ họp. Đây là cuộc họp quan trọng của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt của năm 2020. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2021. Chiều nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020. Tại hội nghị, 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối, các bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, thường trực đoàn khối, hội cựu chiến binh, bí thư, phó bí thư trực thuộc Đảng ủy cơ sở và báo cáo viên cấp khối, cấp ủy trực thuộc đã được nghe đồng chí Hoàng Xuân Hường, bí thư Đảng ủy khối báo cáo kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Và những khó khăn hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, quán triệt phương hướng mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025 với các giải pháp cụ thể. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nắm được nội dung của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Từ đó triển khai quán triệt và tuyên truyền rộng rãi đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động, cũng như xây dựng chương trình kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của đơn vị doanh nghiệp, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 với các nội dung về công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới, nghiệp vụ công tác tổ chức về quản lý hồ sơ đảng viên, hướng dẫn quy trình chuẩn bị một buổi sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra của cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp. Chiều nay, Cụm thi đua số 2 khối tự vệ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Năm 2020, Cụm thi đua số 2 khối tự vệ lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, Cụm thi đua số 2 còn thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Một số đơn vị như Ban Chỉ huy Quân sự, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã thực hiện tốt việc ứng trực, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động sự kiện tại địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự Bưu điện tỉnh, Viễn thông Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào thi đua. Ban Chỉ huy Quân sự Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Cấp thoát nước Lâm Đồng và Cảng hàng không Liên Khương, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện diễn tập quân sự, các đơn vị còn gắn với các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện an sinh xã hội. Về nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, Cụm thi đua số 2 khối tự vệ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đề ra các mục tiêu như hoàn thành 100% các chỉ tiêu thi đua, tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tham mưu tốt công tác xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, đảm bảo số lượng chất lượng, đồng thời thực hiện tốt các phong trào khen thưởng. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định thành lập Đại đội tự vệ phòng không 37mm, Công ty Điện lực Lâm Đồng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Cũng trong chiều nay, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sau khi ôn lại chặng đường 76 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó vai trò của người lính năm xưa, cựu chiến binh hôm nay đã thể hiện rõ bản lĩnh và ý chí của người bộ đội cụ Hồ trong sự nghiệp kháng chiến và thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Các đại biểu tham dự đã nghe Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đánh giá kết quả công tác năm 2020, cùng với hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 9 chỉ tiêu thi đua. Trong năm, Hội Cựu chiến binh khối đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh gương mẫu, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia quỹ hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, đóng góp gần 20 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị thiên tai. Năm 2021, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan tỉnh chú trọng nâng cao công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội Cựu chiến binh tỉnh và các ngành, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục xây dựng hội và nâng cao hoạt động theo hướng đổi mới chất lượng, đồng thời chú trọng các phong trào an sinh xã hội ở địa phương. Dịp này, 7 hội viên cựu chiến binh được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng thời, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan tỉnh cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và chúc mừng tại các trường học thuộc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Làm rõ các hành vi vi phạm của hai quán bar tại thành phố Đà Lạt khi phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Hưởng ứng chương trình tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, sáng nay, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề Lan tỏa yêu thương. Chương trình thu hút sự tham gia của trên 100 cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại Công ty Điện lực Lâm Đồng và các đơn vị điện lực trực thuộc. Trong đợt hiến máu này đã có trên 100 đơn vị máu đạt chất lượng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác chữa bệnh cứu người. Theo đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng, tuần lễ hồng EVN là một trong những hoạt động thường niên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phát động với mong muốn giúp đỡ chia sẻ đối với những trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang có nhu cầu về máu để điều trị bệnh, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu khan hiếm nguồn máu tại các bệnh viện hiện nay. Nhân dịp đón Giáng sinh năm 2020, sáng nay, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tại các trường học thuộc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Đà Lạt, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và chúc mừng trường mầm non Thăng Long và trường mầm non Hiện Linh. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã tặng hoa và chúc đội ngũ cán bộ, giáo viên và các cháu học sinh đón một mùa Giáng sinh vui vẻ an lành. Lãnh đạo liên đoàn cũng mong muốn các tổ chức công đoàn cơ sở ở các trường học tiếp tục chăm lo đến việc bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên chức, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày một vững mạnh. Được biết, ngoài các trường học tại thành phố Đà Lạt, Thường trực Liên đoàn Lao động cũng đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh năm 2020 tại các trường học thuộc các cơ sở tôn giáo ở huyện Lâm Hà và huyện Đạ Oai. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các lực lượng liên quan vẫn đang tiến hành làm rõ các hành vi vi phạm của đại diện hai quán bar tại thành phố Đà Lạt. Khi đột xuất kiểm tra, phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy vào khuya ngày 20 tháng 12. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 51 khách và 20 nhân viên trong quán bar Vinlub ở phường 1, thành phố Đà Lạt có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 30 người dương tính với ma túy, trong đó có 4 nhân viên. Đoàn công tác đã lập biên bản ghi nhận, tạm giữ 4 thùng rượu bia ngoại các loại, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục làm việc. Chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. Qua kiểm tra đột xuất quán bar Wam Night Club ở phường 2 Đà Lạt, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện 4 nhân viên và 2 khách dương tính với chất ma túy và phát hiện tại quán có một gói cần sa khô. Trong tổng số 122 khách, 38 nhân viên đang có mặt tại hiện trường. Tại đây, cơ sở không xuất trình hồ sơ phòng cháy chữa cháy, 22 nhân viên không đảm bảo đăng ký hợp đồng lao động. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 15 bình shisha và 2 bình khí cười, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra và có biện pháp xử lý thích đáng các hành vi vi phạm này. Ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên sơ thẩm xét xử hình sự về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối với bị cáo Hoàng Thị Điệp và các đồng phạm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do kinh doanh thua lỗ số tiền lớn và không có khả năng chi trả, nên Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, thường trú ở xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng thông qua hình thức vay tiền, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hoàng Thị Điệp đã nhờ Nguyễn Quỳnh Mai, thường trú tại huyện Lâm Hà, làm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, tuy nhiên lại có tên chủ sở hữu thật. Sau đó, Hoàng Thị Điệp thông qua Trần Thị Huệ, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà, đăng ký thế chấp với nội dung sổ cấp trùng tên để chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt với số tiền 19,1 tỷ đồng. 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đều được các bị cáo Trần Xuân Mai, Nguyễn Văn Dật, Hoàng Mỹ Hạnh, Hoàng Thị Mỹ Dung, Hoàng Thị Sợi, Nguyễn Văn Vệ, Nguyễn Tiến Đạt, Hoàng Thị Kim Phúc, Cao Văn Bẩn, Nguyễn Thành Long, cùng ngụ tại huyện Lâm Hà, và Nguyễn Đức Trinh, ngụ huyện Đức Trọng đồng ý ký tên để thế chấp ngân hàng. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp liên quan tới nhiều tổ chức cá nhân, nên dự kiến phiên tòa sẽ tiến hành trong 3 ngày. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ thông tin kết quả phiên tòa này trong các chương trình thời sự sau. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 6 công trình homestay do vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại cơ sở lưu trú du lịch Sweet Garden, phường 3, thành phố Đà Lạt. Công trình vi phạm trên do ông Trần Quốc Phong, 62 tuổi, trú tại 5B Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt, làm chủ đầu tư. Tại thời điểm tiến hành cưỡng chế, chủ đầu tư xây dựng công trình đã tự nguyện phối hợp cùng lực lượng chức năng tháo dỡ toàn bộ các homestay vi phạm, có kết cấu khung gỗ, sàn gỗ, vách gỗ, mái lập tôn với diện tích 15 m2 trên một khối công trình. Tổng diện tích vi phạm là 90 m2 tại thửa đất 439 An Bình, phường 3, thành phố Đà Lạt. Ghi nhận ban đầu, quá trình tháo dỡ công trình vi phạm diễn ra theo quy định và an toàn. Số lượng vật tư xây dựng công trình vi phạm sau tháo dỡ được giao cho chủ đầu tư xây dựng công trình tự bảo quản. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: tái cơ cấu nông nghiệp tạo cơ hội cho nông dân Quảng Trị làm giàu ngay chính trên diện tích đất của mình. Đắk nông kén tăng giá, người trồng rau nuôi tầm thu lãi lớn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tái cơ cấu, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có sức cạnh tranh gắn với ký kết bao tiêu sản phẩm, đã và đang mở ra hướng phát triển mới, hiệu quả. Từ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở một số địa phương của tỉnh Quảng Trị đã tạo ra cơ hội mới cho nông dân làm giàu ngay chính trên diện tích đất của chính mình. Từ diện tích đất trước đây trồng các loại cây cà phê năng suất giá cả thấp đã ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân. Trên cơ sở phát triển vùng nguyên liệu gắn với xây dựng nông thôn mới, năm 2019, gia đình anh Toán đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích này sang trồng cây chanh leo Quế Phong 1. Mặc dù thời gian qua ảnh hưởng rất lớn của thời tiết mưa bão, nhưng diện tích chanh leo đã cho năng suất sản lượng cao, với giá bán ngay từ đầu vụ là 10.000 đồng 1 kg, nên anh hết sức phấn khởi bởi đã có doanh nghiệp bao tiêu ổn định. Trước giờ tới đây thì bà con đây nói chung ra trồng cà phê cái vườn này mà cà phê thì không có giá trị đó, không có giá mà bà con rồi nói chung ra ai cũng nói chung ra muốn thay đổi cây trồng hết, mà em thì thay đổi cây trồng là nói chung ra qua cái chanh leo này em rất phấn khởi thì cái chanh leo này là nói chung ra là tính ra là thu là nhiều hơn. Nếu khi mà một mẫu chanh leo mà theo mà nó thuận lợi là chúng như vậy là năm rồi em là ở bên đó là có 5 sào là em thu được là một cây là cũng một tạ mà năm rồi là nó bị dịch là không xuất khẩu được, là cứ trung bình là một ký là 8.000 cho tới 12.000. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó tạo ra một số loại cây có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển mạnh diện tích trồng cây chanh leo với tổng diện tích ước khoảng 75 hectare. Trong đó có 63,5 hectare theo chương trình nông thôn mới với các giống chủ lực như chanh Quế Phong 1, Đài Nông 1 và Nafus với năng suất bình quân đạt 20 tấn trên 1 hectare. Có nơi chăm sóc tốt, năng suất có thể đạt đến 25 tấn trên 1 hectare. Với giá bao tiêu 8.000 đồng 1 kg đến 10.000 đồng 1 kg. Mỗi hectare trồng chanh leo cho thu nhập khoảng 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng. Trong thời gian tới, nhất là năm 2021 thì chúng tôi cũng tiếp tục xây dựng cái dự toán để mà tiếp tục hỗ trợ cho bà con để mở rộng thêm diện tích. Và đây là một cái cây trồng mà chúng tôi nghĩ về lâu dài là có cái thế mạnh cho phát triển ở các cái vùng núi cũng như là vùng trung du và để mang lại cái thu nhập rất lớn. Đây là một cái bước là chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm là mang lại một cái giá trị cao, cái hiệu quả lớn và cũng chính là cái mục tiêu của vấn đề tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo cái chủ trương của chính phủ cũng như là chủ trương của tỉnh. Tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển các vùng nguyên liệu, đặc biệt là các giống cây lấy quả, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần cho người nông dân, mở ra hướng phát triển cho người nông dân làm giàu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Hiểu rõ lợi ích của chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, các chủ thể sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực chủ động tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đảm bảo các tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP. Năm 2020 là năm đầu tiên, Quảng Ngãi có trên 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh, hạng 3 và 4 sao. Sản phẩm sau khi đạt tiêu chuẩn OCOP đã mang lại nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh. Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Quế Trà Bồng đã nỗ lực nâng cao chất lượng mẫu mã 6 sản phẩm được sản xuất từ cây quế để tham gia chương trình OCOP. Đó là tinh dầu quế, bột quế, nước sát khuẩn quế, nhang quế, nước lau sàn quế và hàng thủ công mỹ nghệ từ quế. Chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và có thể hy vọng rằng là từ cái sản phẩm OCOP này là những cái sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra đưa ra thị trường tiếp cận nhiều hơn, gần gũi với khách hàng nhiều hơn và ra tăng cái năng suất hơn lúc chưa có sản phẩm OCOP nhiều hơn. Thịt bò khô của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thu Ba ở thành phố Quảng Ngãi được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 và có mặt trên cả nước trong nhiều năm qua. Năm nay, doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực nâng cao mẫu mã chất lượng để đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là giấy thông hành để sản phẩm vào các chuỗi siêu thị. Đây là một những tiêu chuẩn rất là quan trọng để được vào hệ thống siêu thị. Về công ty thì thương hiệu thì khi vào OCOP thì nâng cái giá trị của thương hiệu lên cao hơn. Nên là khi vào OCOP là một điều rất là quan trọng đối với doanh nghiệp. Năm 2020, năm đầu tiên, Quảng Ngãi có trên 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP hạng 3 và 4 sao. Và hiện nay còn có cả trăm sản phẩm ở các địa phương được các chủ thể sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông sản, nỗ lực tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp để tham gia chương trình OCOP. Nhận thức của những chủ thể sản xuất OCOP nó thay đổi. Người ta thấy rằng được công nhận là sản phẩm OCOP sẽ có điều kiện thuận lợi hơn cho họ tiếp cận thị trường, họ mua bán, trao đổi hàng hóa và từ đó họ mở rộng sản xuất, họ tạo thêm cái thu nhập cho gia đình, cho xã hội. Thì tôi thấy là cái bước đầu là như vậy là cái việc đáng mừng. Chứ trước đây là mình động viên, khuyến khích nhưng mà họ không tham gia. Nhưng bây giờ là bắt đầu là thấy có sản phẩm OCOP và thấy hình ảnh của sản phẩm OCOP và sản phẩm OCOP đưa ra thị trường thì họ bắt đầu như vậy làm sản phẩm OCOP là đúng hướng và cần thiết. Những kết quả bước đầu từ chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm mang lại đang khởi động cho sự thành công của chương trình OCOP trong những năm tới, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển. Thưa quý vị và các bạn, giá kén tằm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tăng khá cao, gần 130.000 đồng 1 kg. Mức giá này đang đem lại nguồn thu nhập lớn và ổn định cho người trồng dâu nuôi tằm. Hộ anh Phạm Văn Tình ở xã Đắc Ha, huyện Đắk Cờ Long trồng dâu nuôi tằm được 3 năm nay. Vào mùa mưa, cây dâu phát triển tốt, mỗi tháng anh Tình nuôi từ 7 đến 8 hộp tằm một lứa. Sau 15 ngày nuôi, anh thu lại khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, vào mùa khô, cây dâu thiếu nước, lá ít, nên vợ chồng anh chỉ nuôi 4 đến 5 hộp một lứa. Tuy số lượng giảm, nhưng bù lại thời điểm này giá kén tăng cao, từ 128 đến 130.000 đồng 1 kg, nên thu nhập của gia đình anh Tình giữa mức 35 đến 40 triệu đồng một lứa. Đất ở đây là đất cà phê, mà tôi thấy cà phê nó không có hiệu quả, nên tôi thấy cái cây dâu tằm phát triển thì cũng thấy mạnh, nên tôi đã theo cây dâu tằm, mà tôi theo dâu tằm được 3 năm nay rồi. Thế cái hiệu quả của thằng dâu tằm này rất là cao. Thu nhập hàng tháng của tôi là cứ dao động từ 50 triệu mùa mưa, còn nếu mà mùa khô này nếu mà không có nước ấy, thì cứ dao động từ 30 triệu. Người trồng dâu nuôi tằm ở xã Đắc Hà cho biết, vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, giá kén dao động ở mức 70.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg. Hiện nay, giá kén tăng cao hơn, khoảng 55.000 đồng 1 kg. Với mức giá trên, trung bình mỗi hộp tằm giống nuôi trong 15 ngày cho thu hoạch thì người dân có lãi từ 8 đến 9 triệu đồng. Nhờ có đầu ra ổn định hơn so với các loại nông sản khác, nên nhiều nông dân đã chuyển nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu. Nuôi tằm này là nhúng nó được, mình thấy nuôi là nó hiệu quả, tại vì trồng cây khác như cà phê đồ thấy nó lâu quá. Còn tằm này nó cứ nó vất vả như là một tuần đầu thôi. Tuần sau thì nó nhỏ, nó ăn nó không bao nhiêu. Hiện nay ở xã Đắc Hà có khoảng 30 hộ trồng dâu nuôi tằm. Cùng với mở rộng diện tích, người dân còn tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết với các doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm để đảm bảo phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm bền vững. Đồng thời, chú trọng khâu chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo con tằm phát triển tốt cho năng suất cao. Trong thời điểm này giá nông sản nó thấp thì cũng khuyến cáo cho bà con là nên chăn nuôi thêm tằm. Thì tằm thì nuôi nó trong vòng chỉ 15 ngày thôi, nhưng mà nó đã thu nhập hiện tại giờ cái giá nó rất là ổn định. Thì trong về cái nuôi tằm thì nó cũng có một số dịch bệnh như thường như là nó là bị vôi hoặc là bệnh mũ. Thì những cái đó thì mình nên phòng bệnh trước, là giả sử như mỗi lần nuôi xong thì mình phải tiêu độc sát trùng đồ đạc và coi như mình rắc vôi để khử phòng bệnh á. Đắk Cờ Long là địa phương có số hộ trồng dâu nuôi tằm lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Hiện kén đang có giá cao và ổn định, nên địa phương này tiếp tục khuyến khích người dân bám nghề để vừa giải quyết vấn đề việc làm, vừa tăng thu nhập, nhất là không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các loại cây công nghiệp như cây cà phê, hồ tiêu. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn 87 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số. Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 160 triệu lượt người. Tổng số tiền Quỹ Bảo hiểm Y tế đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán là hơn 97.158 tỷ đồng. Trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân được chi trả với số tiền lên tới hàng tỷ đồng trong năm 2020. Điều đó cho thấy tính ưu việt, nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Nestor Việt Nam tổ chức bàn giao và khánh thành sân chơi năng động Việt Nam cho thanh thiếu nhi tại bản vùng cao Tà Phình, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Với diện tích 500 m², sân chơi này được trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ để sinh hoạt các môn thể thao cơ bản như bóng đá, bóng rổ. Bên cạnh việc tạo không gian để các em vui chơi, giao lưu, những sân chơi tập trung vào trang bị các dụng cụ để tập thể dục thể thao, có phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn. Đây là sân chơi thứ hai được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương, nằm trong kế hoạch triển khai chương trình xây dựng 15 sân chơi năng động Việt Nam tại 15 tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn trên toàn quốc, do Trung ương Đoàn dự kiến triển khai từ nay cho đến cuối năm 2021. Đề án 30A của Chính phủ mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế xã hội ở huyện Đam Rông là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Năm 2020, huyện Đam Rông tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hơn 57 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình đề án 30A của Chính phủ. Chương trình đã mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho hàng ngàn gia đình ở huyện Đam Rông. Cũng như hàng trăm hộ dân khác, ngoài hỗ trợ phân bón, năm 2020, gia đình chị Ca Giang ở thôn 5 xã Roman, huyện Đam Rông còn được nhà nước hỗ trợ một con bò sinh sản từ chương trình vốn đầu tư 30A của Chính phủ. Đây là điều kiện quan trọng để gia đình chị Ca Giang cải thiện nguồn thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi. Trong thời gian qua thì nhà nước đã cung cấp cho bà con mình được nguồn vốn phân, nguồn vốn giống bò này đến bà con mình nuôi. So với bữa trước, bữa nay nó đỡ hơn. Năm 2020, từ nguồn vốn chương trình 30A, đã có hơn 500 hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Đam Rông được hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, bò sinh sản cũng như vốn sản xuất kinh doanh, với tổng đầu tư trên 7 tỷ đồng. Đã có những hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, có thu nhập khá từ các nguồn vốn cho vay này. Chị Trì Thị Hương ở xã Phi Liên là một trong số đó. Từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước 30 triệu đồng, chị Hương mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng mô hình trồng ớt chuông với thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Từ hộ khó khăn, chị nhanh chóng vươn lên trở thành hộ khá ở địa phương. Khi mà xây dựng cái mô hình này thì được nhà nước hỗ trợ cho vay vốn, thêm cái hỗ trợ thêm phần vốn 30A. Nên là giúp cho tôi phát triển kinh tế để đỡ khó khăn hơn. Mô hình này thì theo tôi nghĩ thì là rất hiệu quả, giúp cho phát triển kinh tế. Một xà nhà kính thu nhập trong vòng mấy tháng thôi, với cái giá là khoảng 20.000, ý là cả ớt 20.000 là được 200 triệu. Trừ chi phí đi thì cũng còn khoảng được 8-90 triệu. Ngoài hỗ trợ cây con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật, năm 2020, huyện Đam Rông cũng đã được đầu tư xây dựng 26 công trình hạ tầng nông thôn với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 30A. Đây là nguồn đầu tư quan trọng giúp huyện Đam Rông đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì có được nguồn vốn mà để phát huy hiệu quả thì chúng tôi phải có các cái chương trình, có các kế hoạch. Đặc biệt thì trên cơ sở cái nhu cầu cần của địa phương, chúng tôi có cái đấy thì chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học này, trạm y tế này, đường giao thông này, thủy lợi này, trồng rừng này, rồi hỗ trợ bà con về cái giống cái trồng. Cũng có được cái nguồn vốn này, đời sống tinh thần bà con thấy được. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đam Rông giảm từ 12,06% xuống còn hơn 7%, tương đương với hơn 800 hộ gia đình thoát khỏi diện nghèo. Các chương trình đầu tư từ nguồn vốn 30A được xem là một trong những yếu tố then chốt tạo nên bước đột phá giảm nghèo ở huyện Đam Rông thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.